Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật bình an và tràn đầy hạnh phúc. Trong phần chia sẻ hướng dẫn học tiếng Anh hôm nay, Vân Anh sẽ cùng bạn đi qua phần học tiếng Anh dành cho thợ nail. Vân Anh hy vọng là với video này, Vân Anh có thể giúp được cho các bạn, những ai còn đang yếu tiếng Anh, chưa tự tin trong giao tiếp tiếng Anh khi mà chúng ta làm nail trong tiệm nail với khách hàng, thì có thể giúp được các bạn được phần nào để cải thiện tiếng Anh. Tuy nhiên, để mà nói được tốt tiếng Anh, giao tiếp tốt tiếng Anh, đòi hỏi bạn phải có một quá trình rèn luyện và bạn cố gắng là dành thời gian để chúng ta học tiếng Anh, rèn luyện tiếng Anh để chúng ta có thể giao tiếp một cách tự tin, để chúng ta có thể tăng thêm thu nhập trong nghề nghiệp, cũng như là chúng ta có thêm được sự tin yêu của khách hàng dành cho chúng ta khi mà chúng ta phục vụ khách hàng trong nghề nail ha. Vân Anh chúc cho bạn được nhiều may mắn và thành công trong nghề nail của mình. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm subscribe hay là bấm đăng ký cùng với lại cái chuông ở bên phải, để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo và theo dõi những video học tiếng Anh cùng Vân Anh rất là thú vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Thì khi mà khách vào tiệm của chúng ta thì việc đầu tiên là chúng ta nên chủ động chào khách của mình. Và chúng ta chào khách là Hi, how are you? Và khách của chúng ta sẽ trả lời là I am good, thank you, and you? Thì chúng ta sẽ trả lời I am good too, thank you. I'm good too có nghĩa là tôi cũng khỏe, cảm ơn. Đó là một cách. Cách khác, khách của chúng ta sẽ trả lời là I'm great, thank you, how about you? Cách thứ ba, khách sẽ hỏi I'm great, thank you, how are you doing? Chúng ta sẽ trả lời là I'm doing great, I am doing great, có nghĩa là tôi đang rất khỏe. Chúng ta cũng có thể trả lời là I'm pretty good, thank you, not too bad, thank you. Đó là những cách mà chúng ta có thể trả lời. Nó đều cho ra kết quả là tôi khỏe. Nhưng mà có nhiều cách để chúng ta trả lời, làm phong phú thêm vốn từ vựng của chúng ta. Tuy nhiên là nếu mà khó thì bạn có thể chọn một trong những câu mà Vân Anh đưa ra để chúng ta học ha. Thì sau khi chào hỏi xong, thợ của chúng ta sẽ hỏi What can I help you today? What can I serve you today? Khách sẽ trả lời là I want my finger and toenails to be done. I want pedicure and manicure. Thợ của chúng ta sẽ trả lời là Please pick out your color. Và sau khi khách đã lấy màu sơn của họ rồi thì chúng ta sẽ nói là Please follow me. Đó là câu ngắn. Và nếu như mà chúng ta có khả năng tiếng Anh tốt hơn thì chúng ta sẽ nói câu dài hơn ha. Please follow me to the pedicure chair. Và khi khách đã tới chỗ cái ghế làm chân rồi thì chúng ta sẽ nói khách là Please sit down and enjoy pedicure. Sau khi khách đã yên ổn định vị chỗ ngồi rồi thì chúng ta mời khách uống nước. Would you like something to drink? Đó là trong trường hợp tiệm của bạn có phục vụ nhiều loại thức uống khác nhau thì chúng ta hỏi như vậy. Thì trong trường hợp này, người ta sẽ hỏi là vậy tiệm của bạn có những thứ gì ha? What do you have? Thì khi đó tiệm của bạn có phục vụ những cái gì thì bạn nói ra cái đó. Chẳng hạn như là I have Coke, Diet Coke, soda and water. Có nghĩa là tiệm của tôi có phục vụ là nước
Coca, Coca tiếng Mỹ gọi là Coke ha. Thì Coca, có Coca thường thì người ta gọi là Coke không? Còn Coca dành cho người ăn kiêng thì gọi là Diet Coke. Water là nước, sodas là nước ngọt nói chung ha. Khi chúng ta đưa ra nhiều lựa chọn dành cho khách, ví dụ như Coke, Diet Coke rồi water, thì khách, nếu mà khách chọn thì một trong những loại đó thì họ sẽ nói là Coke please, có nghĩa là họ muốn uống nước Coca thường. Diet Coke please là người ta muốn uống nước Coca dành cho người ăn kiêng. Và nếu như người ta nói là water please là người ta muốn uống nước không. Can I have Coke please? Có nghĩa là tôi có thể uống Coca được không? Can I have Diet Coke please? Tôi muốn uống Coca dành cho người ăn kiêng được không? Can I have water please? Tôi muốn uống nước được không? Đó là những câu nói nó dài hơn và nó mang tính lịch sự hơn. Còn nếu mà câu ngắn như là Coke please, water please thì nó câu ngắn hơn. Tất nhiên nó cũng lịch sự nhưng mà nó gọi là câu ngắn. Thì đó là trong trường hợp tiệm của chúng ta có nhiều loại. Trong trường hợp tiệm của chúng ta chỉ có phục vụ nước uống không thì chúng ta sẽ hỏi là Would you like a bottle of water? Would you like a bottle of water? Bạn có muốn một chai nước uống hay không? Và khi khách người ta yêu cầu với một loại thức uống riêng theo như là những đề xuất của chúng ta thì chúng ta đi lấy cho khách và chúng ta sẽ trả lời là Sure. Và khi lấy cho khách, đưa cho khách thì chúng ta sẽ nói là Here you go. Here you go có nghĩa là nước của bạn đây. Sure có nghĩa là chắc chắn rồi. Có nhiều cách khách của chúng ta sẽ trả lời. Và đối với câu ngắn, chúng ta hỏi là khách là Would you like a bottle of water? Nếu như khách muốn uống thì người ta sẽ nói Sure, please, it's great. Sau khi chúng ta đã mời khách uống nước xong, chúng ta đã đưa nước cho khách uống rồi, thì đến phần chúng ta sẽ mở nước ở trong bồn, đúng không ạ? Cho khách ngập chân. Trong trường hợp khách người ta còn để chân, người ta chưa có cho chân vô nước, thì chúng ta nên mời khách cho chân vô nước. Thì chúng ta nói là Would you like to try the water? Would you like to try the water? Có nghĩa là bạn có muốn thử nước ở trong bồn hay không? Và lưu ý là chúng ta nên mở nước ấm ở nhiệt độ 104 độ F. Nó tương đương với lại 40 độ C. Có nghĩa là nóng hơn nhiệt độ cơ thể của chúng ta 3 độ C. Thì như vậy khách sẽ cảm thấy ấm. Thì trong một số trường hợp khách có da mỏng nhạy cảm thì người ta sẽ cảm thấy nóng. Có một số khách thì người ta thích nóng hơn, người ta sẽ yêu cầu chúng ta mở nóng hơn ha. Thì nó sẽ có một số trường hợp xảy ra là khi khách bỏ chân vô trong nước thì người ta sẽ nói perfect, có nghĩa là nước của chúng ta ấm, hoàn hảo và người ta thích nó. Và nếu người ta thích nó thì người ta sẽ nói là I like it, perfect, I like it. Có nghĩa là thật là hoàn hảo, tôi thích nó. Khi mà khách bỏ chân vào nước rồi thì chúng ta hỏi khách ha, How's water? Là nước như thế nào? Is it good? Nước này ấm vừa với bạn phải không? Nước này vừa với bạn phải không? Trong trường hợp khách thích nước nóng hơn thì khách người ta sẽ nói là It's a little cold. I like it hot. Can you please make it warmer? Có nghĩa là nó hơi lạnh một chút. I like it hot. Là tôi thích nó nóng. Can you please make it warmer? Có nghĩa là bạn có thể làm cho nó ấm hơn một chút được không? Thì trong trường hợp này thợ chúng ta sẽ nói là Okay, I'll adjust it warmer. Okay, let me adjust. If you feel hot, let me know. Okay, let me adjust. Có nghĩa là được rồi, để tôi điều chỉnh nó lại. Please let me know if you feel hot. Làm ơn cho tôi biết nếu mà bạn cảm thấy nóng. Trong trường hợp
khách có da mỏng, nhạy cảm, người ta không chịu được nóng thì người ta sẽ nói là it's a little hot. Can you please make it cooler? Có nghĩa là nước hơi nóng, bạn có thể làm cho nước mát hơn một chút được không? Thì chúng ta sẽ trả lời là okay, I'll make it cooler. Oh, it's too hot. Oh, it's too cold. Thì lúc đó chúng ta sẽ nói I'll adjust it warmer. Chúng ta nói I'll adjust it warmer có nghĩa là tôi sẽ điều chỉnh nó ấm hơn. I'll adjust it cooler là tôi sẽ điều chỉnh nó mát hơn. Và sau khi bạn hoàn tất cái phần ngâm chân cho khách ở trong nước thì chúng ta tới phần là hỏi khách là muốn dùng dịch vụ gì. Khi mà người ta làm chân muốn dùng dịch vụ chân gì ha, thì chúng ta thường là trong các tiệm có một cái bảng giá. Chúng ta sẽ đưa cho khách cái bảng giá đó và chúng ta hỏi là what kind of pedicure would you like today? Hoặc là chúng ta nói ngắn hơn, what kind of pedicure would you like? Tất cả những câu này đều có nghĩa là bạn muốn sử dụng dịch vụ làm chân nào? Thì lúc đó khách sẽ trả lời có nhiều cách, nhiều lựa chọn. Thì Vân Anh đưa ra hai ví dụ là khách sẽ lựa chọn ha. I want the deluxe pedicure. Hoặc là họ nói là I want the classic pedicure. Có khi khách nói dài hơn là người ta nói là the classic pedicure is good with me. Và trong trường hợp này, nếu như bạn yếu tiếng Anh, bạn không có lặp lại hết, và trong đó thường thì nó sẽ có những cái số đánh số ha, trong cái bảng giá của những cái dịch vụ làm chân á, thì nó có đánh dấu số, ví dụ như là đối với lại chân thường thì là số mấy, chân sang trọng thì làm số mấy. Thì bạn hỏi, bạn chỉ vô cái bảng giá, bạn hỏi là do you want pedicure number one? Hoặc là do you want number one? Là chân thường chẳng hạn, hoặc là chân sang thì là số 2, thì bạn hỏi là do you want number 2? Thì đó là bạn muốn cái dịch vụ chân số 2 phải không? Thì khách sẽ trả lời yes. Sau khi xác định lại hết các cái dịch vụ của khách rồi thì chúng ta chùi nước sơn và cắt móng chân cho khách. Lúc này thì khách để chân trong bồn ngâm chân. Chúng ta yêu cầu khách đưa một chân lên thì chúng ta nói là one foot up please. Hoặc là chúng ta nói can you put one foot up please. Khi người ta để chân lên rồi, chúng ta chùi nước sơn xong rồi thì chúng ta hỏi khách là họ có muốn cắt ngắn móng chân hay không. Do you want your nail shorter? Would you like to cut down your toenail? Would you like your toenail shorter? Nếu mà khách đồng ý thì khách sẽ nói là yes, please. Hoặc là khách thích là móng ngắn thì người ta sẽ nói là yes, I want it short, very short. Có nghĩa là tôi muốn nó ngắn, rất là ngắn. Hoặc là người ta chỉ muốn ngắn một chút xíu thôi thì người ta sẽ nói là a little short. Trong trường hợp khách không muốn cắt ngắn thì khách sẽ nói là no, just file only. Hoặc là người ta nói là just file, please. Sau khi chúng ta cắt thử cho khách xem một vài móng, chúng ta hỏi là is the length okay with you? Is the length okay? Và khi chúng ta cắt da, nếu mà bình thường chúng ta cắt êm rồi thì không sao, nhưng mà thường thì thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ có cắt phạm vào da của khách làm cho khách đau, đúng không ạ? Thì khi khách đau thì người ta có biểu hiện là giật nhẹ cái chân, thì chúng ta dừng lại và hỏi khách là is there any problem? Có nghĩa là có vấn đề gì không? Hoặc là chúng ta có thể hỏi khách là does it hurt? Bạn đau hả? Hoặc là bạn hỏi là am I hurting you? Có nghĩa là tôi đang làm bạn đau phải không? Nếu mà khách đau thì người ta sẽ trả lời là it hurts. Còn nếu mà họ không đau thì họ trả lời là you are fine hoặc là you are good. Có nghĩa là không sao cả. Nếu trong trường hợp chúng ta làm cho khách đau thì chúng ta phải xin lỗi khách
Và chúng ta nói với khách là tôi sẽ cẩn thận hơn. Sorry, I'll be more careful. Là xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Và sau khi chúng ta cắt da xong, chúng ta buffer móng chân của khách xong rồi, thì chúng ta kêu khách bỏ chân vào nước lại, đúng không ạ? Thì chúng ta nói là in the water please. Có nghĩa là khách bỏ cái chân của họ vào nước. Câu dài hơn, can you please put this food in the water? Hoặc là this food in the water please. Có nghĩa là xin mời quý khách bỏ chân vào nước. Và khi chúng ta muốn cái chân kia đưa lên, tại vì một chân bỏ xuống thì chân còn lại phải đưa chân lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói là switch your foot please. Có nghĩa là chuyển đổi cái chân, hoặc là chúng ta chỉ vào chân của khách và nói this foot up please. Có nghĩa là vui lòng đưa cái chân này lên. Và sau khi chúng ta hoàn tất việc cắt móng chân, chúng ta hoàn tất việc cắt da, thì tới phần chúng ta sẽ chà gót chân của khách, đúng không ạ? Thì thường một số khách người ta có cái chứng nhột, và khi chúng ta chà thì người ta sẽ bật cười hoặc là ta giật giật cái chân. Lúc này là lúc mà Vân Anh nghĩ là rất là vui, người ta cũng đang cười, người ta cảm thấy thoải mái, thì chúng ta hỏi là is it tickle? Is it tickle? Có nghĩa là bạn nhột hả? Thì khách thường người ta sẽ trả lời là yes, I'm ticklish. Đúng rồi, tôi là người có máu nhột. Ngoài người thợ của chúng ta sẽ nói là it's supposed tickle. Just a moment, you'll be done. Nếu như khách của chúng ta khi mà vào họ chọn cái dịch vụ làm chân truyền thống, có nghĩa là chỉ cắt móng chân, rồi cắt da, rồi massage, rồi sơn thôi, chứ không có dùng cái dịch vụ chà đường hay là chà gót chân bằng gọi là colors remove á. Mà trong trường hợp này khách của chúng ta là có cái gót chân dày, có nhiều da chết, thì chúng ta nên khuyên khách là sử dụng dịch vụ là chà lấy đi colors ha. Thì chúng ta nói là you have thick colors, you should use colors treatments. Này khách sẽ hỏi chúng ta là what's that? Đó là cái gì vậy? It's a solution to eliminate your colors. Có nghĩa là đây là một sản phẩm dịch vụ mà lấy đi những cái vết chai ở trên chân của bạn. Nếu mà thấy là chân của mình dày và họ muốn cái dịch vụ này thì họ sẽ nói là yes, I want it. Có nghĩa là được rồi, tôi muốn cái dịch vụ mà bạn nói. Nếu mà khách người ta cẩn thận, người ta hỏi là how much, có nghĩa là bao nhiêu tiền. Trong trường hợp khách không hỏi how much thì chúng ta cũng phải nói cho khách biết giá. Tùy vào tiệm của bạn là lấy bao nhiêu tiền, ví dụ như 5 đồng, 6 đồng. Và bây giờ Vân Anh cho là 6 đồng đi, thì chúng ta sẽ nói là it's $6 extra. Extra là thêm ha. Thì nó sẽ tốn thêm của bạn 6 đồng nữa. Is it okay? Bạn thấy được không? Thì lúc đó khách sẽ trả lời là yes, no problem. Yes, it's fine. Hai câu này đều có nghĩa là được. Trong trường hợp khách không muốn tốn tiền hoặc là khách không có tiền thì người ta sẽ nói là no, I'm good. Thì khi khách không có muốn sử dụng dịch vụ tăng thêm của chúng ta thì chúng ta cũng vui vẻ trả lời là ok, no problem. Chúng ta nên vui vẻ và chúng ta không nên tỏ thái độ là thất vọng và vì chúng ta mời khách mà khách không chịu ha. Sau khi chúng ta hoàn tất việc chà chân cho khách xong xuôi rồi, bây giờ chúng ta muốn khách để hai chân lên để chúng ta chuẩn bị massage, thì chúng ta sẽ nói khách là both feet up please. Có nghĩa là bỏ hai chân lên. Khi khách bỏ hai chân lên rồi thì có khi người ta để chân cong lại, chúng ta không massage được. Và thường là để cho khách thoải mái là chúng ta muốn khách để cái chân thẳng ra, chúng ta massage để khách cảm thấy được cái sự thoải mái lúc mà chúng ta làm dịch vụ phục vụ cho họ. Thì chúng ta kêu khách để thẳng chân ra. Thẳng chân ra thì straight your legs please. Straight your legs please. Là để chân của bạn thẳng ra. Nếu mà chúng ta cẩn thận, nhiều khi là nhất là các bạn trai, thường là cái lực của chúng ta mạnh
Và khi chúng ta massage cho phụ nữ thì có thể là chúng ta bóp, chúng ta nghĩ là nó nhẹ nhưng mà có khi là làm cho khách đau. Thì chúng ta nên nói với khách là please let me know if I hurt you. Có nghĩa là vui lòng nói cho tôi biết nếu mà tôi làm cho bạn đau nha. Và khi chúng ta massage cho khách thì có thể là chúng ta dùng lực mạnh hoặc là nhẹ. Chúng ta nên hỏi khách là cái lực mà chúng ta làm cho khách như vậy là có tốt hay không, có ổn với họ hay không. Thì chúng ta hỏi khách là is the pressure good? Là cái lực mà tôi làm cho bạn là tốt chứ hả? Nếu như mà khách thích thì người ta sẽ nói là it's perfect, it's awesome, it's great. Tất cả những cái này đều là những cái lời tán thưởng là thật là tuyệt vời. Hoặc là chúng ta cũng có thể hỏi là do you feel good? Là bạn có thấy tốt không? Bạn thấy khỏe không? Bạn có thích không? Ha? Khi mà khách thấy bạn thân thiện như vậy thì họ có cảm giác thoải mái. Và lúc người ta làm xong thì người ta sẽ cho mình tip nhiều hơn. Có khi là người ta cho mình định cho mình tip 5 đồng nhưng mà lúc ra người ta có thể cho mình tip 7 đồng, 8 đồng, 10 đồng hoặc là nhiều hơn. Và cái này có nghĩa là người ta muốn là tip cho mình nhiều hơn với cái mức ban đầu họ dự định. Trong trường hợp là chúng ta bóp hơi mạnh, có nhiều người người ta không thích bóp mạnh, người ta sẽ nói là it's a little hard. It's a little hard có nghĩa là nó hơi mạnh một chút. Thì chúng ta sẽ trả lời là okay, I'll do it gentle. Là tôi sẽ làm nó nhẹ hơn. Khi mà khách muốn mạnh hơn thì người ta sẽ nói là a little bit gentle. A little gentle có nghĩa là hơi nhẹ một chút. Có nghĩa là khách muốn mạnh hơn một chút. Thì chúng ta sẽ trả lời là okay, I'll do hard. Là tôi sẽ làm mạnh hơn. Sau khi chúng ta massage cho khách xong thì tới cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi lấy khăn nóng, đúng không ạ? Để chúng ta lau cho khách, để khách cảm thấy thoải mái. Thì khi chúng ta đi, mình đang làm mà mình bỏ khách mình đi thì khách nhiều khi người ta sẽ hơi bất ngờ. Thì mình phải nói với khách biết là mình đi lấy khăn nóng lau cho khách. Thì chúng ta sẽ nói là I am gonna get you the hot towel. Có nghĩa là chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này đi và chúng ta đi lấy khăn nóng cho khách. Và chúng ta nên nói với khách là mình sẽ quay lại. I'll be back. Có nghĩa là tôi sẽ quay trở lại. Và khi chúng ta lau chân cẳng cho khách xong xuôi hết rồi thì khách đang thẳng chân và chúng ta bây giờ muốn sơn cho khách thì chúng ta không thể để khách thẳng chân như vậy được. Chúng ta không sơn được. Cho nên là chúng ta yêu cầu khách là cong cái chân của họ lại. Thì chúng ta sẽ nói là bend your knees please. Có nghĩa là vui lòng cong cái chân của bạn lại. Và khi chúng ta sơn cho khách, chúng ta có thể mời khách thêm để khách có thể sử dụng thêm dịch vụ là vẽ móng đẹp, trang trí móng ở trên móng chân khi mà sơn móng ha. Thì chúng ta sẽ hỏi khách là would you like to design for your big toes? Có nghĩa là bạn có muốn trang trí trên hai cái móng lớn, hai cái móng cái của bạn không? Móng cái thì chúng ta gọi là big toe. Nha, design có nghĩa là trang trí. Nếu mà khách muốn thì khách sẽ trả lời là yes. Và có thể là khách sẽ đưa những cái hình mà người ta muốn ở trong cái điện thoại của người ta lưu sẵn ở trong điện thoại theo hình thì người ta sẽ đưa cho mình coi. Thì người ta sẽ hỏi mình là can you design like this picture? Là bạn có thể trang trí giống như là cái hình này hay không? Nếu như chúng ta trang trí được thì chúng ta trả lời là yes, I can. Được, tôi có thể làm được. Và chúng ta cũng nên báo giá cho khách ha. Tùy vào tiệm của bạn mà có giá khác nhau hay là tùy vào cái việc của bạn làm nó có mất thời gian hay không. Cái công việc thiết kế chúng ta trang trí cái móng đó nó có mất thời gian hay không thì chúng ta sẽ cho giá. Thì trong trường hợp này Vân Anh ví dụ như là 6 đồng ha, thì chúng ta sẽ trả lời là it's $6 extra. Is it okay? Đây có nghĩa là khi mà bạn trang trí móng thì khách phải trả thêm 6 đồng nữa. Và bạn hỏi khách là có đồng ý hay không.
Is it okay? Là bạn có đồng ý không? Nếu mà khách trả lời là yes, let's do it, là tôi đồng ý, hãy làm đi. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta nên hỏi khách là do you like dumb? Dumb là vì hai cái móng cái chúng ta trang trí trên đó, cho nên chúng ta sẽ hỏi khách là có thích nó hay không ha. Do you like dumb? Nếu mà khách họ thích thì người ta sẽ trả lời là yes, it's pretty, I love them. Có nghĩa là có, nó thật là dễ thương, tôi thích nó lắm. Thì sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta cũng báo cho khách biết là you are done, là bạn đã xong rồi đó, dịch vụ cho bạn là xong. Hoặc là một cách khác bạn có thể nói là it's finished, có nghĩa là xong rồi, dịch vụ đã hoàn tất. Và chúng ta cũng không quên nói là see you next time, có nghĩa là hẹn gặp lại bạn lần sau. Và kết thúc, chúng ta chào khách là chúng ta không có nói là goodbye hay là bye bye ha, mà chúng ta nói là have a good day. Have a good day. Have good day có nghĩa là chúc bạn có một ngày thật an lành. Hoặc là nếu mà chúng ta làm cuối ngày rồi thì chúng ta sẽ nói với khách là have a good night, là chúc bạn một buổi tối hạnh phúc. Đó là những gì mà Vương Anh hướng dẫn cho bạn về tiếng Anh trong nghề nail. Vương Anh hy vọng là bạn có thể học được theo những cái câu này. Và những câu này tuy nó rất là đơn giản nhưng nó sẽ theo bạn suốt một cuộc đời làm nail của mình trong cái dịch vụ làm chân. Vương Anh hy vọng là bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong nghề nail. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều bạn bè của chúng ta cần. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.